Nhằm củng cố ngôi vị đầu bảng trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam, Ford kết hợp cùng đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi giảm từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản cho khách hàng mua Everest, áp dụng cho khách hàng mua xe từ nay đến hết 24 tháng 12. Cụ thể, các phiên bản Ford Everest Wildtrak Titanium+, Cộng, Titanium và Sport được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ mức tiền tương đương 59 triệu đến 75 triệu, riêng phiên bản Everest Ambiente tiêu chuẩn sẽ được giảm đến 100% lệ phí trước bạ tương đương 110 triệu. Bên cạnh đó, khách hàng mua for Everest từ ngày 4 đến 16 tháng 12 còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với giá trị quà tặng lên đến một lượng vàng. Theo các chuyên gia, việc Ford Việt Nam và đại lý kết hợp tung khuyến mãi cho Everest là nhằm hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh các đối thủ trong phân khúc như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe đều được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách từ chính phủ. ấn tượng nhất vẫn là Hyundai Santa. V hiện là một trong những mẫu xe có bản hybrid giảm giá mạnh nhất trên thị trường. Ở thời điểm mới ra mắt, xe có giá niêm yết 1 tỷ 40 triệu. Đến tháng 10 vừa qua, giá niêm yết của xe được giảm 151 triệu, còn 1 tỷ 299 triệu. Hiện nay, có đại lý đang chào giảm tiếp khoảng 66 triệu vào giá xe, đẩy giá xuống còn 1 tỷ 233 triệu. Hiện tại, mẫu Ford Everest đang bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối với 5 phiên bản Ambiente có giá 1 tỷ lẻ 99 triệu, bản Sport có giá 1 tỷ 178 triệu, bản Titanium có giá 1 tỷ 299 triệu, bản Titanium cộng có giá 1 tỷ 468 triệu và bản Trách có giá 1 tỷ 499 triệu. Trong đó, Everest Whitecheck là phiên bản cao nhất, vừa được giới thiệu tới khách Việt vào tháng 3 vừa qua. Phiên bản này được trang bị hàng loạt chi tiết thiết kế nội ngoại thất độc quyền bên cạnh đó là các công nghệ tiên tiến và nhiều hệ thống hỗ trợ người lái toàn diện về thiết kế, Everest White gây ấn tượng mạnh mẽ với lưới tản nhiệt và cản trước có thiết kế độc đáo. bên cạnh đó là vành hợp kim phay 20 in với phối màu xám boulder. màu sắc này tiếp tục được sử dụng trên nhiều chi tiết khác như cản trước chữ H, viền lưới tản nhiệt, nẹp ốp hốc bánh xe, ốp mang cá và ốp gương càng gia tăng sự nổi bật của ngoại thất xe. logo White cũng được bổ sung ở nhiều vị trí như ở cửa trước, cửa cốp sau và trên nắp capo khoang hành khách của Everest Swire Check gây ấn tượng với chất liệu da sang trọng và nhiều công nghệ thông minh. Ghế lái và ghế phụ được trang bị chức năng chỉnh điện 8 hướng. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 12, 4 in và màn hình cảm ứng trung tâm 12 in, đặt dọc được tích hợp hệ thống thông tin giải trí sinh 4A. Everest Swire Check còn được trang bị 8 loa và sạc không dây tiêu chuẩn và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đồng thời, Everest trách sở hữu hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến toàn diện gồm hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động 2 lít, hệ thống cảnh báo điểm mù với tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ phanh xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi và giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường và camera 360 độ tiêu chuẩn.